Xin chào cả nhà. Hôm nay là 28 Tết, ngày 22 tháng 1 năm 2020. Trời hôm nay thì ở khu vực miền Bắc ở chỗ mình là Ân Thi, Hưng Yên, trời có sương mù. Bây giờ nó tầm 11 rưỡi trưa rồi mới gọi là tan, nhưng mà trời cũng không có nắng. Hôm nay sẽ quay cho mọi người xem về cái hệ điện mặt trời, xem là mùa đông thì khi nó có sương mù thì có ấy không, được bao nhiêu điện. Hôm nay sẽ cho mọi người xem nhé. Đây, trời đây. Trời vẫn âm u lắm. Sương mù từ sáng giờ chưa có mặt trời. Bây giờ nó cũng tan rồi. Đây, các cái tấm pin thì để trên này nó cũng rất là bụi bẩn này. Mùa này bụi nó nhiều, nó két vào này. Bận đi làm là cũng không vệ sinh được. Đó là về các cái tấm pin. Đó, rất là bụi bẩn này. Cái này nhà mình bắt là nó không được dốc lắm. Hình như là có 12 độ hay sao ấy. Thành ra là lúc nào phải bắt lại cho nó dốc, không thì nó vẫn nhiều bụi bặm bẩn quá. Đây, xem thực tế với hệ của nhà mình đang là hệ 3 ký 7 10 tấm, tấm GW370, công suất thực tế đang là 740W. Đây, 740W tức là nó chưa áp server của nó đang là 1,03 kW. Chạy hai dàn, một dàn là 6 tấm. Dàn này là 236V 2,7A, 639W, một dàn là 4 tấm. 4 tấm là 161V 2,6A và 420W, dồn lại là được 1,03 kW. Xem cái biểu đồ từ sáng này. Từ sáng thì bên này nó mới cập nhật, sáng ra là 200W, 400W đến tận chắc khoảng 8 giờ bắt đầu mới có tí điện mặt trời. Sang xem một hệ khác, hệ 5 kW. Đây, một hệ 5 kW của khách hàng mình đã lắp này. Cái hệ này thì nó chạy cái tấm pin này nó đắt tiền hơn tấm pin của nhà mình đang dùng. Tấm này là tấm Caladian 390 Molo Hcell Hcut. Hệ này là 5 biến tần 5 khí nhưng mà chạy 14 tấm. 14 tấm là 3 là 5 khí 4 thì điện áp đang công suất đang ra là 1,1930W. 1930W thì lạp vào acquy là 227W, nhà sử dụng là 1585W, còn thừa đẩy lưới là 77W. Hệ này mới lắp được vài bữa. Này, từ sáng giờ điện mặt trời ra được 2 ký 2 này, tổng công suất phát là được 121 kW từ ngày lắp này, đẩy lưới được 25 số này, nhà tiêu thụ hết 300 348 số. Đấy, còn acquy là đã 5,8 kW là nạp cho acquy. Acquy này, cái biến tần này là biến tần Lux Power, nó chạy có hệ acquy 48V. Đây, xem biểu đồ này. Biểu đồ solar là cái màu xanh xanh dương nhỉ. Công suất max là 1 ký 8 kìa. Còn màu đen đen là biểu đồ điện tiêu thụ nhà. Tiêu thụ nhà lúc cao điểm nhất là hơn 2 kW. Và cái vạch xanh thẳng kia là battery acquy. Ở đây nó có rất nhiều các cột cam. Cột cam là cột biểu hiện điện tiêu thụ của nhà. Hôm cái tiêu thụ nhiều nhất là hơn 30 số điện một ngày, còn bình thường là hơn 20 số. Nắp từ hôm mùng 1 tháng 1 năm 2020.
Đây mùng 1 thì đây có hôm mấy hôm là nó không, nó kiểu như là nhà đang sửa nhà nên là họ bị tắt điện. Đây còn những hôm đây toàn là cái xanh xanh là điện mặt trời. Hôm nào nhiều nhất cũng được hơn chục số, 15 số, cái vạch xanh xanh, xanh lá cây à. Còn vạch cam là cái điện tiêu thụ của nhà. Còn cái vạch xanh dương này là vạch ắc quy xả điện ra. Đấy, đây, công suất thực tế đây. Bây giờ là 11:39. Trời anh hơi hơi hửng rồi. 1973W. Nói chung là mùa đông ở Hưng Yên thì điện vẫn ra cũng gọi là xài được. Đây, ví dụ như buổi trưa thì vẫn ra được với hệ 5 ký 4, 14 tấm, Caladian 390, Himolo, HCL. Là ra được 1973 mà trời anh chỉ hơi hơi hửng hửng, chưa nhìn thấy mặt trời. Chưa nhìn thấy mặt trời. Cái hệ này là hệ pin đời mới với cả biến tần ắc quy nên là cái công suất điện nó vẫn cũng tốt hơn. Nhưng hệ nhà mình là sử dụng biến tần đẩy lưới không thôi. Biến tần đẩy lưới không ra là công suất nó ra là thấp, 1,1 kW. 1,28 rồi, trời hơi hửng lên một tí là nó lại lên công suất luôn. Ngay từ sáng đến giờ đây. Từ sáng đến giờ với hệ nhà mình nó ra được 1,21 kW điện. Nói chung ngày được vài số điện thôi, cũng chỉ gọi là đủ dùng thắp sáng các thứ. Mùa hè thì mới nhiều điện, nhưng mà mùa đông thì mọi người cứ yên tâm lắp và sử dụng, vẫn điện vẫn sinh ra bình thường. Nói chung là lượng điện nó không không nhiều, chỉ đủ để chạy tủ lạnh mà tiếp các thứ thôi, máy giặt. Thế còn bình nóng lạnh thì nó sẽ lấy điện từ ngoài điện lưới vào. Đây ví dụ như cái Lux Power này, biến tần này nó đắt, biến tần này là 36 triệu một chiếc nguyên biến tần không, thì cái nó chạy hệ ắc quy, chưa nói đến hệ ắc quy, ắc quy cũng hết hơn 20 triệu tiền ắc quy rồi, bởi vì một cái bình 200 ampe nó cũng vào hơn 7 triệu bình gel của điện mặt trời. Đây ví dụ như là khi mà sản sinh ra điện thừa, bây giờ nó đang hửng nắng lên thì lại 2200W rồi. 2200W này thì nó sẽ ra nạp ắc quy 134W, đây nhà sử dụng còn thừa 241W đẩy lên điện lưới. Mùa này thì ví dụ như cái lượng của nhà khách hàng này một ngày có thể hết tới hơn 20-30 số điện một ngày, thì là thông thường là không có điện thừa đẩy ra mà chỉ có nhà dùng thôi. Mùa hè thì chắc chắn sẽ thừa rất nhiều, bởi vì cái hệ 5 ký này mùa hè thì ra nhiều lắm, nó ra 5.000W điện tha hồ dùng. Còn mùa này thì nó nếu buổi trưa hứng nắng được vài tiếng buổi trưa thì cũng ra được hơn 1.000 hoặc hơn 2.000W, nó tùy thời điểm nắng. Nói chung là cứ không hửng nắng trời sương mù mà chỉ cứ chứ không không cần nhìn thấy mặt trời thôi, nó vẫn có điện bình thường. Sáng ra tầm 7 giờ, hơn 7 giờ đã có điện rồi. Cái biến tần Lux Power này thì nó sẽ thông minh hơn. Nếu khi nào ví dụ nó thiếu, người ta dùng thiếu nó lấy điện lưới về, nó sẽ hiển thị điện lưới vào. Hiển thị điện vào ra. Nó là dòng biến tần hybrid thông minh, ra vào nó có hết. Kiểm soát được là một ngày mình dùng hết bao nhiêu số điện mà đẩy ra được bao nhiêu số điện là có. Thế còn biến tần như biến tần mình đang chạy là biến tần V-Sun đây thì nó không thông minh như thế, nó chỉ biết là cái hệ điện mặt trời mình ra được bao nhiêu kilowatt điện thôi. Chứ nó không biết là nhà mình dùng hết bao nhiêu số, vì nó không có cái chế độ thông minh đấy. Này, điện áp đang là 230V cho dàn pin số 1, 6 tấm. Vòng 3,7, công suất phát là 852W. Còn dàn pin thứ hai 161V, 2,8 ampe. Hai cái dàn pin này nó hai hướng khác nhau, hai hướng và hai độ nghiêng khác nhau, thành ra là cái cường độ dòng điện ánh sáng nó hấp thụ nó lại cũng khác nhau. Cái chuẩn nhất ấy là bạn nên lắp khoảng 15 độ, 15 đến 17 độ. Ví dụ như là cái dàn số 1 này của nhà mình là 12 độ này. Dàn số 2 kia là mình lắp có hình như là có 8 độ rồi. Lắp gần như là phẳng. Vì cũng đang thử nghiệm trong cái mùa này xem là hướng nào nó tốt.
chưa có thời gian lắp lại. Là cái đây là cái dàn số 2 này là điện vào buổi trưa thì là nó kém hơn là dàn số 1. Dàn số 1 là nghiêng 10 độ, còn nếu mà nghiêng tốt nhất là dàn số 1 là nghiêng 12 độ, tốt nhất là phải 15 đến 17 độ. Đấy là cái nghiêng chuẩn nhất, và cái hướng là phải hướng về hướng nam. Chính nam thì nó sẽ tốt nhất, như của nhà mình đây cũng không được chính nam mà là hướng đông nam là nhiều, chứ không được hướng chính nam. Hướng chính nam thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng và điện nó sẽ ra nhiều hơn. Đấy, còn như của khách người ta chạy tấm pin đời mới là cái thứ nhất. Thứ hai là cái hướng họ lắp là có hướng chính nam, nên ra là cái lượng điện nó sẽ nhiều hơn. Đấy, bây giờ acquy nó đầy rồi thì nó không ấy nữa, nó đẩy vào điện nhà sử dụng, còn thừa lại đẩy ra lưới. Ví dụ đang thừa 691W thì đẩy lên cho hàng xóm dùng. Khi đẩy lên này thì cái công tơ hai chiều nó sẽ ghi nhận lại cái lượng điện thừa, và hàng tháng sẽ được lĩnh. Nhờ Hưng Yên mình thì sẽ được lĩnh vào ngày cuối tháng, hoặc là 3 tháng lĩnh một lần. Lâu lâu ví dụ có vài trăm không bỏ xuống lĩnh thì 3 tháng xuống lĩnh một lần, lĩnh một cục. Còn điện tiền điện nhà thì mùa này nóng lạnh bật nhiều nên là vẫn nhiều. Nhà mình ví dụ nhà mình hiện tại đang vẫn hết hơn 500.000 tiền điện một tháng. Đấy là có điện mặt trời, nếu không có điện mặt trời phải hết hơn triệu, tầm 1,2 đến 1,5 triệu một tháng. Cái điện mặt trời nó cũng ra cũng được khá khá. Bình quân một cái tháng này hệ 3 ký 7 nó được hơn 300 số điện. Hơn 300 số điện một tháng. Hơn 300 là cũng được mấy trăm nghìn rồi. Tháng này nhà mình hết 585 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé. Mọi người muốn đặt mua các cái biến tần này hoặc là muốn hỏi về các pin, các loại pin thì liên hệ. Nhà mình chủ yếu là pin V-Sun, V-Sun 370 và Caladian 390, Molo Hassel. Biến tần thì có biến tần Solid này, biến tần Lux Power, biến tần V-Sun, biến tần Growatt. Growatt thì không làm nhiều, chủ yếu nắp Solid với V-Sun. Còn cái biến tần Lux Power thì nó đắt 36 triệu, thỉnh thoảng có khách, ví dụ có khách làm hoặc là khách đặt thì mình lấy thôi. Còn những cái biến tần kia phổ biến nhà lúc nào cũng có 1-2 con. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.